hồi mỗi lần ông lên đây có mấy đứa này chỉ ông mua đó chứ đâu mà ông bán. Ông tàu lao ông. Ông làm gì gục cái ông này nè. Trời ơi. Có lúc mua vô ông làm biến đâu giữ bắt lần này vô giữ giùm sao ma gần chết. Trời ơi, lúc đó ổng ấy mà bà sợ ma. Trời ơi, tôi sống ở đây từ hồi lúc năm trường. Ổng chưa sợ ma nữa, lúc đó ổng ở đây mà bà sợ ma cũng sợ mà luôn. Dẫn về ổng qua thì trời ơi, hồi xưa tôi trồng gãy ha. Tôi quải nước xin giếng chẳng. Vậy đó, nó có đó. Vậy ở đây lâu rồi không? Nó đã đâm rồi. Đâm hả? Hồi xưa á. Có phi. Nó, cá ôi, nhiều ôi. Em nói chị, chỗ này nó sâu, có cái phi nó chầm. Nó quá rồi, quá rồi. Quá nhiều rồi. Oh. Trời ơi. Quá. Chạy chạy chuyện có con chạy nhóc. Cái đứa ngoài gạch giá nó mua 330 nó thằng em kia chịu. Này chú ba nói cái miếng bên đây là của cô mà. Dạ. Thả này hay gì? À, bắt luôn đi chứ. Bắt luôn ha. Bắt cái gì? Quá bự. Cái cài mới, cái cài không bung. Vậy hả? Ừ, cài cũ cũ dài dài 5-3 bữa nó giãn ba chỉ vậy nè. Mà nó bung nổi. Cài mệt chết luôn. Có khi vô nào nó mập ù à. Cái này thiên nhiên hả là mình nuôi? Hồi xưa đó, hồi xưa mình cũng thả chút đỉnh, bây giờ nó ở cha tôi, bây giờ tôi muốn dẹt nó luôn chứ nuôi gì. Nó ăn thấy bà nội luôn. Nó ăn mấy con tôm. Ờ, năm giờ tôi có nuôi neo thì được gì đâu. Nó muốn nuôi thì phải tát. Tát anh hai. Tát cho khô quá. Hồi trước rằng của ông Hùng đã ông thuốc gì gì. Thôi thuốc cá. Cái thằng này này. Gì thuốc cá. Ờ gì thuốc cá. Eo trên thuốc quắt nước hết. Bà làm đủ nghề cho giờ bà nghỉ rồi mua được mấy con đất để trồng gãy. Ai? À, mừng, chị mừng. Mừng ngay rồi. Mừng chị quá. Trời tôi nói nha. Ủa? Bà, ba em nói em nói trời. Mai anh để chơi hơi lâu tí nha. Nó bà cứ mua cứ lên lỗ lỗ nó nó trồi lên. Ừ. Có cao, nó làm tròn tròn vậy đó. Cá này hai bên mé, nó có cái phần dùng. Vô nó ở dưới cái lập đó ha. Ừ. Lên ừ. Ừ. Thì tôi ngoài đó chút đó, ông Nhâm Thái bán tiệm trong đó rồi ra ngoài này. Trời ơi bự á. Quá đã rồi. Con có chốt nội ơi, nội. Hả? Con có chốt hết trời. Rồi. Trời. Cái lăng hay cái chốt vậy? Cái chốt quá. Trời ơi, cái chốt bự lắm anh. Trời ơi. Má ơi. Chốt như cái dồ vậy. À, cái chốt bự cái lắm. Lại luôn. Quá trời cái chốt bự. Đi. Trời ơi, con có chốt khủng khiếp trời. Đưa em cầm cho chị. Cầm nước cho chị hả? Rồi. Để gai đi nghe. Chuyền cái chốt của mù hả? Chi? Quá trời, cái chốt bự rồi. Trời ơi, con có chốt. Con nội ơi. Kêu nghe mà ta không cái chốt dữ tận. Hai con là khô quẹt người ăn đủ rồi. Cái chốt này ngon lắm trời. Béo dữ lắm. Béo. Cái chốt này cưng ăn nó sạch sẽ nữa không? Dạ. À. Cái phi nhỏ bỏ lại ha. Bả nó mới việc cô nó cũng việc rồi xả nuôi lại bắt cho gỗ cho cá gì ăn đó ta cũng ở đây bắt từ từ ông có ấy gọng nước này gọng trên chết trơn kìa chết không nói chị sống nổi đâu tại vì nóng nóng quá thì ăn lưới cho nó cho cá tí này vô nhà điện tránh cho nói chuyện với chú Hòa tối nói chuyện nó cũng lâu à nó ơi anh có ra ngoài ông điện nha tôi nói chuyện với chú Ba hỏi thăm ổng tôi cũng có số ông Chánh nữa mà nó không có điện chảo nó điện Zalo cho tôi nó hả nó cũng cầu mừng cho đó lần lần cho số đó nó chừng nào đi ra tôi bắt ông Chánh nó mãi mà tôi nói chừng nào tôi có mai mốt tôi chữa điện cho ổng chuyện chơi mà không điện vừa để vừa
chủ nó cho nghe chỗ gỗ ông nha. Chỗ ông Vinh đó. Thấy không? Ừ. Ừ. Gỗ ông. Gỗ ông đó nha. Ôm cái tiền lúa quất nghe. Ông không bằng đi qua đi ông ơi. Ông nghe nói ông tránh tao vợ ông ta đỡ lắm. Giàu lắm hả? Vợ hiền từ lắm. Vợ dữ thương. Đấy, trời kia im quá trời im. Trời kia nghe được. Hả? Sao nó cứ qua ông nói đậu mà nướng. Bắt ông nướng. Mấy cái dừa nó khá ổn nè, không có cháu nè. Trời, phá đâu chị ơi. Cái vừa con bó nữa. Vừa mà cháu không bị lớn 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 nhưng mà đùm 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 vậy đó. Dừa dứa mà. Nó lớn cái luôn, năm nó chơi vô, năm mấy nè, chơi chơi. Chơi chơi, cái hai chồng nó vô. Đi chài gì nè, không có phim. Thằng em, anh bằng này nè. Nó nói, lấy lật, rắn rồi đi giặt. Đói hả? Đâu rồi? Con mà ra luôn hết gì vậy? Chị à. Con. Có phải gì? Chị. Chắc là trời kia là mấy cái đấu nặng khách chạy rồi. Thương quá nặng. Khó trời hơn trời kia. Chưa có giãn lưới. Mới kêu thằng Xanh tính lấy cái tay lưới đang chăn cá về ăn đó. Trời ơi, cái nào thức mà. Thức trà nhóc mà. Từ cái kia đó. Ừ. Ô, mà thấy chụp mày gọi hết chạy rồi. Con gì vậy? Trời không bung nổi trời. Nó chưa ra hung. Không đặt gì cho. Ngâm thử ngồi. Ngâm. Đó, đầm dữ lắm luôn á. Quá đầm à. Ừ. Dính nhiều lắm. Quá ai. Vô quá chân à. Trời ơi trời. Kéo lên không nổi luôn. Trời ơi. Trời ơi trời. Chục ký. Ta vô mát. Quá đi. Quá. Em bán không không? Tại vì anh sao mà có nhiều ha? Nước lớn. Nước lớn nó lội ra. Nó đang lớn này nè. Lội ra bên đây để cho nó mát nè. Chút vô. Ổng đâu có sợ nó kéo mặt mày vậy. Quá trời. Nó tôi lại ta. Hai ông hai hả? Ừ ông này em đi máu quá. Bị tai biến luôn á. Lên máu quá lòng bị tai biến luôn á. Thấy ông bệnh dữ lắm đó mà ông ham đi chợ. Chạy qua ăn uống nhiều sáng mà ông đi chợ mua đồ ăn hết á. Có cá bỏ tủ lạnh đó mà không ăn. Cá còn khô ăn thì nó ngon, cá này. Còn khô ăn liền chứ ăn để ừ. Để lâu nó cũng hơi dòng hết nè. Ba ổng chạy về đó mà chưa được ba bữa ăn được chưa được hai ba con nữa là hết rồi. Mấy nhỏ phải thấy nó phải. Thấy ăn khô. Mấy con gái thì nó thích ăn khô chứ nó không thích ăn cá. Bóc tiếp cực sình quá nóng quá, hôm nay vô để tôi vô cho. Phải thấy anh dạo một cái là anh sạch. Cực chết, có vô cực sình. Có gốc ở trong mé tôi không dạo. Ôi, quá nhiều ha. Trời, cá mà Vinh nó có trời rồi, nhiều hơn này nữa. Cái ham ha. Ừ, dạ ngoại. Mà em không thích cá chị Vinh chị hay ơi. Ngán chết à. Em nè chịu con cá dảnh chị biết sao mình bầm. Là cá Vinh cho bầm cũng được, cá Vinh để sình sình nạo. Cái Vinh bầm cũng vậy, nó lóc xương. Không mà nạo á. Em để cho sình sình em nạo thì em không lóc luôn. Nạo tôi lóc xương. Tôi lóc xương giữa rồi tôi lột hai cái xương bì hai bên nữa rồi bỏ vô cối quay lát ngày. Không, em muốn quay mà em nạo để giải giấy em nạo. Nạo em đó. Anh hai này cái tướng giống thằng cháu chồng tôi thằng núi với tụi số 2, số 1. Nó là mặn giờ nó mặn đâu có nổi đâu, khỏe gì đâu có đi. Ui giá đập răng nó cho mấy trăm ngàn bạc uống phê. Vậy ha. Ừ, mua sắt, mua đồ với vẻ lập lăng cho nó đó, cái cá chết. Tiếp tục nha các bạn. Bữa nay trời ở khu này dính cá quá trời rồi. Cái vuông này bỏ hoang lâu quá. Bây giờ chủ người ta cho chài, vô chài chơi. Chài dính quá trời cá rồi.
Chỗ này rất là đẹp nha các bạn. Đi lại gần chỗ ảnh để mình coi dính nhiều cá không nha bạn. Để ngâm hơi. Trời bữa nay quá nắng. 3-4 triệu bạn. Rung rinh luôn hả? Nó làm nhóm tay luôn. Cá còn mới luôn á. Chỗ này là cá nhiều cho anh coi nè. Nước đang nhiễm lớn. Ủa, còn sống ở đâu cơ? Trời ơi, cái chảy nha các bạn. Trời ơi trời. Đó. Đó. Ồ, đó phải đó. Ừ. Hết tay luôn nè. Đó, đó. Biết sao không? Quả nó trời. Dưới hầm nó mát lên cho anh ngâm hồi nó lên anh hai. Ê. Ờ rồi quá vô chứ. Trời ơi, tôi mặn lắm mấy cậu tôi với mợ tôi lai lắm chứ mộ năm hả? Cái tháng hạn là tôi nuôi tôm he, tháng này là tôi tát rồi nè, tát khô. Mấy đứa nó đem về bán được 5 kg 25 ngàn, 25 ngàn bán được chứ lắm luôn mà tôi. Ôi giời, nhảy lên tôi đau, tôi đâu có làm đâu. À, trời quạng ơi. Trời ơi, trời ơi. Hết nổi rồi, hết nổi rồi. Quá trời. Phải dừng hai tay kéo lên nha bạn. Trời ơi, trời cả kìa. Rồi bỏ qua thùng đó bớt đi, làm cho cổ sách tiếp, sách tiếp hả? Quá trời cá rồi nè. Cá bự không ha? Tôi mặn dữ lắm, bây giờ tôi đau, tôi nhức này tôi đâu dám mặn nữa không? Chứ không thôi một lần dễ vậy. Tôi lên tôi chặt lứt rồi tôi văng cá về tôi bán. Hồi nào Tết tới giờ nằm viện rồi thôi. Nếu anh chị ơi bà mặn không đủ tiền uống thuốc nha chị. Không, tôi đưa cháu ngoại đi. Xô cá luôn, trời mấy một. Đứa nó cá trăm vuông hay gì á. Ra nó bán cái này tôi 20 ngàn ký. Coi chừng thấy cá vuông không ạ? À? Mà cá nó thì... quá trời hôi gông luôn. Đó, hôi gông không phải đó anh ơi. Ờ, vậy tôi à. Mặn khô ra không được luôn á, bỏ luôn. Cái vuông này không hôi gông hả chị? Không, cá này ăn ngon lắm. Dạ. Cá này ăn rồi mà không ăn đã lắm. Cá nó đen xì hả? Không phải em gì. Là bán về một lần, mỗi năm thường năm em về em bán ký 25 ngàn, 25 ngàn, chở cái hai vỏ sách vậy đó. Mà năm nay em đâu có mặn nổi, em đâu có mặn mấy đứa nó la thôi. Chị không mặn nữa, mặn nữa. Đây mình hết trơn rồi. Mặn không nổi thôi, nghỉ đi con ơi. Mặn nổi, nghỉ đi, mày mặn gì chi nữa. Tôi giờ chỉ biết con hai cái tay này nè, tôi mặn được, nhưng mặn tôi cứ quấn lại. Không biết cái con răng này nó bông ra. Bông ra vậy hả? Ờ, quấn con răng chặt xuống tôi mặn mới được. Bây giờ cô bữa nào đi qua bên ông thầy tôi chỉ nè. Bữa nào có đi nha. Thầy trên hai nha cha. Trên hai nào? Đập đá. Thái đập đá gì đó. Rồi. Trời, ba ông có đi đó. Đi sao? Ông thầy cũng có đi nè. Trời ơi, tôi nói với anh ông nào, ông đừng nói thầy với bác sĩ, tôi chơi trên Sài Gòn, tôi nói lại nhiều người, ông xem đâu ông còn nói đó. Căng nhẵn cái bà này, bác hay kìa, thằng Tằng, bác sĩ Tằng đi. Rồi, đúng rồi, ông Thiện đó. Trời ơi, ông đâu?